Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 9 tháng 7 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, sau khi đi sâu vào đất liền Trung Quốc, bão Nepatak có xu hướng giảm dần về cường độ và trong ngày mai sẽ có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển của quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào, dông mạnh biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Trở vào đất liền, vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng hoạt động nên nắng nóng sẽ quay trở lại trên toàn khu vực Bắc Bộ trong ngày mai cũng như những ngày tới. Mức nhiệt cao nhất trưa chiều đồng loạt tăng lên ở ngưỡng là từ 33 cho tới 36 độ, một vài nơi còn chạm ngưỡng là 37 độ. Vùng áp thấp mở rộng hoạt động cũng tác động đến thời tiết tại các tỉnh thành Trung Bộ. Suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới tận khu vực Bình Thuận, nắng nóng trải đều và cường độ nắng nóng cũng ngày một tăng dần. Mức nhiệt cao nhất ban trưa có thể lên đến là 37 độ. Thời tiết nắng nóng oi bức với nhiệt độ trên 35 độ sẽ gây ảnh hưởng lớn tới đàn gia súc, gia cầm. Chính vì vậy, để tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra, bà con cần chủ động các biện pháp chống nắng nóng hiệu quả cho đàn vật nuôi. Trời nắng nóng thường làm phát sinh các bệnh cảm nắng, cảm nóng, ký sinh trùng, đường máu và các bệnh truyền nhiễm khác gây thiệt hại lớn về kinh tế, năng suất và chất lượng sản phẩm, thậm chí gây chết gia súc, gia cầm. Ngoài các biện pháp chủ động về chuồng trại, các hộ chăn nuôi phải phối hợp nhiều biện pháp phòng chống nắng tích cực cho vật nuôi. Đối với đàn gia cầm, cần giảm mật độ nuôi, nuôi giãn lứa, đồng thời bảo đảm khẩu phần ăn hợp lý, tăng cường dinh dưỡng, cung cấp đủ nước, rau xanh và các loại vitamin để tăng sức đề kháng. Đối với đàn gia súc, bà con nên hạn chế chăn thả vào những ngày nắng nóng, nhất là vào giờ cao điểm nắng gắt và tăng cường cho ăn lúc trời mát. Thường xuyên dọn chất thải ra khỏi khu vực chăn nuôi để giảm nhiệt độ và tránh khí độc cho vật nuôi. Cách tốt nhất để đảm bảo năng suất chất lượng chăn nuôi là tiêm phòng bệnh. Người chăn nuôi cũng nên theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe gia súc, gia cầm để sớm phát hiện các dấu hiệu khác thường và báo cáo cán bộ thú y để được tư vấn điều trị. Trong khi người dân các tỉnh thành Trung Bộ đang tích cực chống nóng cho đàn vật nuôi, thì ở phía Nam, nhiều người dân ấp Mỹ Lộc, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Cần Thơ cho biết khoảng một tuần nay, cào cào xuất hiện với mật độ dày đặc. Và điều đáng lo ngại là việc xuất hiện đàn cào cào ở khu vực này khá nguy hiểm vì đây là vùng nông nghiệp, có nhiều vườn trái cây đặc sản của thành phố. Trong giai đoạn này, bà con tại đây cần thực hiện tốt phát quang lau sậy và phun xịt thuốc theo hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp để diệt cào cào. Quay trở ra với những thông tin thời tiết, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn nên mưa có khả năng tăng hơn vào thời điểm chiều tối. Đặc biệt là vùng ven biển các tỉnh như là tại Vũng Tàu, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau còn có gió Tây Nam hoạt động ở mức là cấp 5, có lúc cấp 6 nên người dân cần lưu ý. Còn ban ngày, trời có nắng gián đoạn với những mức nhiệt trưa chiều trong khoảng là từ 28 cho tới 31 độ tại Tây Nguyên và từ 30 cho tới 33 độ tại Nam Bộ. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi có mưa vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ với nhiệt độ thấp nhất là từ 23 cho tới 26 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho tới 37 độ, độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%. Phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 cho tới 28 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho tới 36 độ và độ ẩm trung bình là từ 82 cho tới 87%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi có mưa vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 cho tới 28 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 34 cho tới 37 độ và độ ẩm trung bình là từ 80 đến 85%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 cho tới 28 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho tới 36 độ và độ ẩm trung bình là từ 80 đến 85%. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 21 cho tới 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 cho tới 31 độ và độ ẩm trung bình là từ 83 đến 88%. Các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 cho tới 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho tới 33 độ, độ ẩm trung bình từ 83 đến 88%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.